lại nữa đây. Giải cái câu nhập số nguyên dương n, tìm chữ số nhỏ nhất và chữ số lớn nhất trong n. Vậy nhập số nguyên dương n thì đây ha, làm trong khi mà sai thì làm lại hai điều này hoài. Đó, có số nguyên dương n rồi thì cô thấy thường thì khi mình nhập vô n thì các chữ số của nó, các chữ số từ 0 đến 9 thôi, đúng không? Từ 0 đến 9 thôi. Ví dụ cô nhập n bằng 9 8 3 2 4 5. Thì đây các chữ số từ 0 đến 9 thôi. Vậy bây giờ cô mới xét từng cái ký số này, từng ký số này để lấy ký số thì cô lấy từ bên phải qua. Muốn lấy số tận cùng bên phải, cô lấy n phần trăm 10 nó trở về số hàng đơn vị. Rồi sau đó lấy n chia 10 bỏ vào nó, gán vào nó nữa thì nó bỏ mất cái số ngoài sau này. Rồi tiếp tục lấy n phần trăm 10 sẽ lấy ra số 5. Rồi lấy n bằng n chia 10 sẽ bỏ số 5 này. Cứ thế tiếp tục, mình lấy các ký số từ phải qua trái, lấy chừng nào hết thôi. Ha. Vậy cho nên cô không biết là cái số cô có bao nhiêu ký số, bởi vậy cho nên mình mới dùng vòng lặp while. Trong khi n lớn hơn 0 thì làm điều này, nhiều điều cho nên bao trong ngoặc nhọn. Rồi, làm cái gì? Cô khai báo một cái biến tên là tạm. Đây, phẩy tạm ha. Cô lấy tạm bằng n phần trăm 10 nghe. Tức là cô lấy ra cái chữ số tận cùng bên phải đó, tạm chứa chữ số tận cùng bên phải. Ví dụ đây là số 7 đi, thì cô lấy số 7 ha, tạm sẽ bằng 7 đó. Rồi trên này cô khai báo thêm hai cái biến nữa bằng min đi. Min là cái chữ số nhỏ nhất. Giả sử như cô nói chữ số nhỏ nhất là 9, cô gán nó bằng 9. Rồi, cô khai báo một cái biến tên là max chứa chữ số lớn nhất cho nó bằng 0. Rồi chỗ này cô mới nói cô có tạm rồi đó, tạm bằng 7 rồi đó, đúng không? Nè, n phần trăm 10 ra số 7. Nếu nếu gì tạm mà còn lớn hơn cái mắc ha, thì đây nó có một một lệnh thôi, cho nên cô viết trên cùng luôn, thì mắc sẽ bằng tạm. Còn ngược lại thì cô không gán, vẫn giữ cái mắc cũ. Rồi, nếu tạm nhỏ hơn min, đã min là nhỏ rồi mà tạm còn nhỏ hơn nữa, thì cô lấy cái min bằng cái tạm đó, thì min bằng cái tạm đó. Còn nếu không thì cô vẫn giữ cái min cũ ha. Rồi làm cái này xong, cái số 7 này xong rồi thì cô lấy n, gán n bằng n chia cho 10, bỏ cái số tận cùng bên phải đi. Rồi, dòng lặp cứ thế chạy, chừng nào hết dòng lặp ra ngoài này cô mới xuất ra màn hình min và max, print f chữ số cho nó xuống dòng một cái đi ha. Số lớn nhất là rồi phần trăm d, chỗ này cô xuất ra chữ số lớn nhất là max chấm phẩy, dưới này một dòng nữa chữ số nhỏ nhất là min. Hết dòng lặp rồi thì mình có max và min, chữ số nhỏ nhất là chỗ này xuất ra min. Rồi chạy thử. Ví dụ. Rồi,
chữ số lớn nhất là 8, chữ số nhỏ nhất là 2. Đó. Rồi nữa. Số nhiều quá nó không chứa trong cái số nguyên 43 được đâu. Cái này qua vượt không nha. 1 2 3, 2 tỷ 9 không được đâu, nó có 2 tỷ 100 mấy thôi nha. Rồi, số lớn nhất là 9, số nhỏ nhất là 0. Vậy đó. Tìm chữ số lớn nhất và chữ số nhỏ nhất của một số.